em nghe tiếng máy nha. Đó, bao êm bao nhuyễn cho anh em luôn. Thì full máy mình đã làm lại là sức mạnh là giống như ban đầu cho chủ xe nha, anh em nghe tiếng máy luôn nha. Xin chào anh em đến với độ xe biển.com. Đang tiến hành làm full cục máy của chiếc Jupiter nha anh em. Đây nè ha, Jupiter MX nha anh em. Thì xe đang bị tình trạng là chạy yếu, hao xăng, số lỡ cho anh em. Số vô thì cái được cái không nha anh em. Thì sẵn đây mình tháo máy ra rồi mình quay lại để cho anh em tham khảo luôn nha. Thì mình sẽ làm full cục máy nha anh em. Đó, kỹ thuật mình đang tiến hành tháo máy ra để làm full cục máy cho anh em luôn. Thì mình sẽ đi có hình là đồ thái cho anh em ha, bao cho anh em là chạy cho nó bền nha. Đó, mình sẽ đi từ dên nồi đầu lòng là mình làm full đồ thái cho anh em, bao cho anh em là chạy bền mạnh và tiết kiệm xăng nha. Đây là chiếc Jupiter MX nha anh em. Xe này là cục máy nó rất là nhiều đồ thái nha. Đó, thì chẳng đây mình sẽ làm có hình là zin lại luôn cho chủ xe. Đó, bao đúng đồ cho anh em luôn để cho anh em chạy bền ha. Xe này là có một thời huy hoàng nha anh em. Jupiter MX. Đây mình làm máy là bền êm và mạnh cho chủ xe. Thì anh em muốn làm máy, làm nồi, sơn si, dọn kiển thì cứ qua mình nha. Bên mình có phục tùng đầy đủ để dọn cho anh em nha. Sư phụ mình đang tiến hành làm phun lục máy của chiếc Jupiter nha anh em ha. Đó, thì máy này mình đã chạy máy, mình làm full máy luôn nha. Từ dên nồi đầu lòng mình làm hết luôn nha anh em ha. Dên để mình thay bạch đạn nhật của Koyo anh em ha. Đó, thì nồi mình chơi full nồi thái, đầu lòng mình làm lại hết luôn nha anh em ha. Đó, full đồ tốt rồi xịn cho anh em luôn. Bây giờ mình đang tiến hành lắp ráp những công đoạn cuối cùng của máy để mình gác máy lên nha. Đó, sẵn đây mình quay lại để cho anh em tham khảo ha. Thì full nồi trước là mình đã làm lại chuông rồi bố luôn ha. Rồi sau mình đi bố thái cho anh em luôn cho nó bền nha. Đó, chút nữa mình sẽ gắn bố của cho anh em. Mình đang ráp bên vô nè. Đó, cục máy rửa xe rất là dơ nhưng mình đã rửa sạch lại dùng xe nè, trắng sáng như mới nha anh em. Đó, những cái kẹt thì trong kẹt mình nó không rửa được thôi, chứ còn ở ngoài là mình rửa sạch cho chủ xe luôn. Thì anh em Jupiter MX muốn làm cấu hình máy bền mạnh thì cứ qua mình nha, bên mình nhận làm full hết cho anh em, bao bền mạnh ha. Chút nữa đáp lên mình sẽ quay lại cho anh em nghe tiếng máy này kia luôn nha. Để tiếp tục mình đang tiến hành ráp bên phần vô lăng. Anh em đến với độ xe.com, mình đã hoàn thành xong cục máy của chiếc Jupiter MX nha. Sẵn đây mình cũng làm thêm một số cái vấn đề phụ kiện riêng cho chủ xe nha. Thì mình sẽ thay cái dè chủ xe nè, dè mới nha, riêng cho chủ xe luôn. Nhau hình dĩa vàng DD, thay cao su đùm và kiểm tra toàn bộ xe chủ xe. Máy thì mình làm xong rồi, giờ mình cho anh em nghe tiếng máy nha. Đó, quan trọng là cục máy nha anh em. Đó, thì máy mình đã làm rất ok chủ xe, làm từ dên nồi đầu lòng mình làm hết nha anh em. Đó, máy nổ là gan thi rất là nhuyễn nha. Đó, mình canh gan thi là êm nhuyễn cho anh em. Đó, anh em nghe tiếng máy nha. Đó, bao êm bao nhuyễn cho anh em luôn. Thì full máy mình đã làm lại là sức mạnh là giống như ban đầu cho chủ xe nha anh em, nghe tiếng máy luôn nha. Đó, lên ga là bao mạnh cho anh em liền. Thì những anh em mà chạy Jupiter MX hồi xưa là anh em biết rồi, dòng xe này rất là bền mạnh nha. Đó, thì anh em muốn làm cấu hình mà máy bền mạnh thì cứ qua mình, bên mình có phục tùng của Jupiter đầy đủ để cho anh em làm nha. Anh em muốn sơn si dọn kiển làm xe kỷ niệm thì có tới với mình nha. Mình sẽ làm cho anh em là xe là trơn tru, ga rồi bao ngọt cho anh em nha. Đó, ga là ga nào. Máy giờ là hết bị y, hết nóng máy rồi anh em. Rồi, mình xin chào anh em nha. Anh em có tới thì mình sẽ tư vấn kỹ càng hơn cho anh em.